Ngoại trưởng Đức tuyên bố việc các phòng xét nghiệm độc lập tại các nước xác nhận kết luận của Đức rằng lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny bị điều độc vì chất độc thần kinh của quân đội Nga là lý do để khép lại những chỉ trích nhắm vào phát hiện của Đức. Ngày 14 tháng 9, chính phủ Đức loan báo là các phòng thí nghiệm tại Pháp và Thụy Điển đã xét nghiệm những mẫu được lấy từ bệnh nhân Navalny, hiện đang hồi phục trong một bệnh viện ở Berlin và phát hiện Novichok, chất độc thần kinh thời Xô Viết đã khiến ông ngã bệnh. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói tại một cuộc họp báo ở Berlin rằng nước Đức không muốn bị chỉ trích thêm nữa. Bệnh viện Berlin, nơi ông Navalny đang điều trị của loan báo hôm 14 tháng 9 là tình trạng của ông đã cải thiện và ông có thể bước ra khỏi giường trong một thời gian ngắn.